với buổi anime Connection Tour The First Yoli của chúng ta sẽ chính thức chuẩn bị bắt đầu. Xin được giới thiệu, mình là Tinh Kỳ, MC đồng hành của mọi người trong buổi ngày hôm nay. Và mọi người ơi, ngày hôm nay thật sự là Tinh Kỳ rất vui mừng khi được gặp gỡ rất nhiều các bạn trẻ. Mọi người thật sự ai cũng thấy mọi người đều rất là xinh đẹp và thật sự rất là lộng lẫy. Và rất là mong mọi người hãy cho Tinh Kỳ xin một tràng vỗ tay được không ạ? Chương trình chung kết cuộc thi cosplay fashion show, xin mời các thí sinh chúng ta tập trung bảng danh và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu ngay sau đây ạ. Somebody I need to be.
lên một buổi tháp gốc vô cùng đẹp mắt như thế này. Thật sự là Vicky rất là hào hức. Và các bạn có thể đoán được là cốt sơ nào ngày hôm nay chúng ta sẽ giành được giải thưởng top 1 không ạ? Có bạn nào đoán được không? Cho Vicky xin một cánh tay là một người gọi là gì ạ? Tiên tri trong buổi hát quốc ngày hôm nay ạ. Có bạn nào gọi là fan của cốt sơ nào trong đây không ạ? Xin mời chị lên trên sân khấu ạ. Dạ em chào chị ạ. Không biết là chị là fan của cosplay nào ạ? Em là fan của Hà Linh ạ. Hà Linh đúng không ạ? Vừa nãy thì em thấy là Hà Linh biểu diễn rất là cháy và có những cái điệu gọi là sống hip hop. Từ đầu là cúi xuống cây đầu đấy ạ. Thật sự là chắc là Hà Linh đã phải chuẩn bị rất là kỹ để có một buổi gọi là trình diễn vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Hà Linh lên sân khấu đây có thể là chia sẻ một chút xíu là outfit ngày hôm nay mình đã chuẩn bị là trị giá bao nhiêu tiền ạ? Em xin trả lời. Tổng của cốt là 350.000. Cái bộ bích của em là tổng hồng là 300.000. Còn lại cái thẻ em thuê là 30.000 ạ. Tổng cộng là 6-7%. Không biết là make up thì sao? Mình tự make up hay là mình có đi thuê make up không ạ? Là em tự make up. Mình tự make up luôn, thật sự là quá là đỉnh đúng không ạ? Chỉ với xương là 6-700 mà đã có một outfit thật là cháy như thế này. Không biết là các bạn cosplay khác thì thường là mọi người chi phí cho một lần mà mình diện như thế này thì không biết là chi phí có cao không? Dạ, thật sự là rất là cao chị. Rất là cao chị ạ. Cực kỳ cao. Mọi người là cosplay thì ai cũng biết rằng là người có một nền tảng ở đấy thì người sẽ giảm được một chút chi phí vào đấy. Thế chia sẻ với cả Vicky như mọi người đây một chút xíu được không? Là không biết là mình đã tham gia gọi là khi mà tham gia gọi là cosplay thì không biết là mình đã bắt đầu từ khi nào, mình đã đam mê từ khi nào ấy ạ? Dạ thật ra là từ lúc cơ bản là em có định đến nó bóc lây giấy và cho đến khi lên đại học em gặp một thằng bạn cơ và thằng bạn ấy kiểu là truyền tải cảm hứng cho em đi bóc lây và phép đầu tiên em đi cóp là phép ra con quay 7 ạ. Đây là thằng Hà Nội đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn Hà Linh thì đã lên sân khấu để cùng chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Và mình cảm ơn bạn rất nhiều và chúc bạn là ngày hôm nay sẽ giành được top 1. À thôi mọi người ơi, thật sự là Vicky đã nhìn thấy kết quả ngày hôm nay rồi. Hôm nay chúng ta sẽ có top 1, top 2 và top 3. Thật sự là ở đây thì thật sự là Vicky rất là run. Tại vì là khi mà nhìn kết quả như này thì thật sự là khá là bất ngờ á. Vâng, thế là Vicky xin phép là công bố luôn ha. Top 1 ngày hôm nay đó chính là Doctor Hà Linh. Bạn nào yêu thích Hà Linh thì mình vỗ tay thật to đi ạ. Thuộc về bạn Đinh Chim.
phỏng vấn bạn Casio top 2 ngày hôm nay. Xin mời hai bạn bước lên trên một chút xíu nhé. Không biết là ngày hôm nay outfit của bạn tham gia chương trình Catwalk thì là trị giá khoảng tầm bao nhiêu tiền ạ? Dạ, bộ này em được bạn cho mượn ạ. Wow, được bạn cho mượn mà đứng top 2 luôn ạ. Không biết là bạn đã đam mê gọi là coser từ khi nào ạ? Dạ, em đi cosplay chắc cũng được khoảng hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi đúng không ạ? Và bạn đã từng gọi là mình tham gia chương trình nào chưa? Dạ, em có tham gia khá là nhiều chương trình và các cuộc thi trước đây rồi. Bạn có thể thích nhẹ một chút xíu xem là các chương trình bạn tham gia thì cái giải thưởng cao nhất bạn đạt được là giải gì ạ? Trước đây thì em có tham gia nhiều chương trình và cũng có khá là nhiều giải nhất nhì ba đều có. Thích nhẹ một chút xíu đi, cái chương trình nào mà bạn gọi là đầu tư nhất cũng như là chương trình lớn nhất? Thực ra thì các project của em công sức đầu tư đều như nhau hết ạ. Nhưng mà nếu mà giải thưởng lớn nhất thì có lẽ là giải thưởng của Homecast là Aurora. Wow, thật sự là rất là tuyệt vời đúng không mọi người? Tại thì bạn Võ Trung Hiếu đang có việc bận chút xíu, thế nên sẽ có một bạn sẽ lên nhận thay cho bạn Võ Trung Hiếu. Xin mời bạn ạ. Ta cứ chụp chung với nhau một miếng. Vâng, Vinky cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và xin mời mọi người ngồi xuống sân khấu ạ.